đó. Đó nó có miếng bạc cong lên. Tâm ơi, Tâm ơi, mấy miếng mà cũ cũ á Tâm ơi, đem vô bỏ bên hông đi. Xong mình để cái phi lên là vừa đấy, còn mấy miếng mới mới mình đưa vô đó. Còn cái nằm ở kia kìa. Có con nhàm không? Dễ gì? Có nhàm. Có nhàm vô tâm luôn á. Nhàm vô cái cậu quá. Ờ, nhàm vô cậu thì biết nào đưa vô. Ừ. Mấy triệu thì quên rồi. Lấy đổi mấy miếng đẹp đẹp đi.
cây này nó còn mà nó một thưởng mẹ em. Mối ăn chứ không phải là một đâu. Đóng đinh ra luôn. Tụi em đâu chạy, có ông nào lỏng luôn quần không? Kìa, bạn bự sao chín cả. Trời ơi trời. Bạn nó chạy. Ông sao bạn nó gãy tay luôn à. Rồi để đi, giá nó rồi đi rồi đũa. Trong đây nè, ở đây nè, giống nằm đâu nè. Rồi xong rồi không? Ừ. Có thằng nào quế, quét một lần nữa ha. Còn kìa, không có còn được. Đâu đang đâu kìa. Lâu. Bảo mẹ cái tính sự. Thử cho nó thì sao. Thử đó. Không biết bảo mẹ là muốn chữ rồi. Thử đi về luôn rồi. Thử về luôn đi. Dũng này dữ lắm nè chứ đâu. Còn miếng nào không đi đồng bạn không nóng đinh lên luôn đây miếng nào chết đóng chết mẹ nó đi rồi. Có đâu xử sao cho bằng đầu không ngoài hết chứ lo le vô được. Mấy cái miếng, cục cục có là đưa vô hông để bồn dầu. Đúng rồi. Là nó lắc rồi. Dũng ơi. Thì đúng rồi nó đó để đó miếng này nè. Còn mấy miếng nào tốt quá thì ta đưa ra ngoài để cho này lắc nó xuống được rồi. Kéo đó nó chở đầu với nè. Hai miếng kéo đó nó chở